Chào mừng các bạn trở lại với Autobuy. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu chiếc Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới này. Đây là mẫu xe đã được ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua với 6 phiên bản. Giá đề xuất dao động đâu đó khoảng từ 360 đến 450. Chiếc xe phiên bản này là phiên bản 1.2AT, bản hatchback. Đây là phiên bản hot nhất của dòng xe i10. Có cái giá đề xuất mới là 435 triệu đồng. Với mức giá này thì giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 bản AT này tại Hà Nội khoảng tầm 480-490 gì đó. Đấy là chưa tính sắp tới chính phủ giảm lệ phí trước bạ 50% thì giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ còn khoảng tầm 460. Và lúc đó sẽ là một mức giá rất hấp dẫn. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết xem chiếc xe này có những cải tiến và cải lùi như thế nào so với thế hệ cũ. Như thông lệ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thay đổi về mặt bên ngoài, rồi là bên trong cũng như an toàn, rồi đến khả năng vận hành của chiếc xe. Tuy nhiên, trước khi đi vào những cái chi tiết đó thì chúng ta cần phải nói tới là chiếc xe này có một thay đổi rất là lớn về mặt kích thước. Ở thế hệ mới này, Grand i10, cái bản hatchback này có một kích thước lớn hơn thế hệ cũ khá nhiều, đâu đó khoảng chiều dài nó lên hơn 8 cm, trong khi đó chiều rộng và cái chiều dài cơ sở cũng lên tới hơn 2 cm, tức là đã rộng rãi và bây giờ là rộng rãi hơn nữa và nhất phân khúc đó. Đi vào chi tiết thì chúng ta có thể thấy rằng là chiếc Grand i10 thế hệ mới này không có cái sự đột phá nào về mặt công nghệ, mà sự thay đổi chủ yếu nằm ở những cái phần thiết kế, ví dụ như là thiết kế cụm đèn pha thiết kế mới, cụm đèn sương mù thiết kế mới với cái bóng bi halogen. Mặt ca lăng cũng mới là thiết kế dạng ngang với cả điểm dọc thay vì dạng lưới tổ ong. Đặc biệt điểm nhấn đó chính là giải đèn LED ban ngày hình boomerang nằm ở hai góc mặt ca lăng này, khá là nhấn. Ở phía bên hông xe này chúng ta có một số điểm mới, mà điểm dễ nhận thấy nhất đó chính là phần vành lốp. Đây, vành lốp bây giờ to hơn 1 inch so với thế hệ cũ. Bản AT này đã là 15 inch, kích thước lốp là 175/60R15. Bản cũ trước đây chỉ có 14 inch thôi. Ngoài lốp và vành thì ở phía bên gương này cũng có một điểm cộng và một điểm trừ. Gương chiếu hậu này vẫn là chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ. Điểm cộng đó chính là có thêm chức năng sấy. Tuy nhiên, gương này bây giờ sẽ gập điện bằng nút bấm ở bên trong, chứ còn trước đây là khóa thì gương sẽ cụp. Đó là một điểm tôi không thích. Thiết kế và trang bị ở phía sau của chiếc Grand i10 bản hatchback này cũng không có gì nổi bật. Vẫn là những cái công nghệ cơ bản như là đèn halogen. Chúng ta cùng khám phá chiếc lốp dự phòng. Đây là lốp dự phòng của Grand i10. Như vậy là lốp dự phòng kích cỡ lốp là 165/70R14, nghĩa là lốp dự phòng này có 14 inch, khác loại với lốp chính. Ở bên trong thì Grand i10 có sự thay đổi rất nhiều, nhưng nằm ở phần chi tiết. Ví dụ, đầu tiên đó là phần màu sắc. Bước vào là một màu đen chủ đạo. Trước đây thì ở thế cũ màu đỏ là chủ đạo thì nay là màu đen. Ghế là ghế dạng ghế da toàn bộ rồi, thay cho ghế nỉ pha da trước đây. Những cái viền chỉ đỏ nay chỉ được điểm ở viền đấy, viền ghế rồi ở phần cần số, chứ không phải là một tông màu đỏ rực như thế hệ cũ. Đó là điểm mà dễ nhận thấy về màu sắc. Còn về mặt trang bị, cả hai màn hình hiển thị thông tin phía trước cũng là màn hình lớn hơn dạng LCD. Còn màn hình cảm ứng giải trí này thì cũng lớn hơn, lên 8 inch, tích hợp bản đồ rồi kết nối Apple CarPlay, Android Auto, vân vân. Ở mặt vô lăng chúng ta thấy có những cái phím điều khiển bên trái, đàm thoại rảnh tay, rồi âm lượng. Bên phải thì có một cái chức năng mới, đó chính là Cruise Control. Đây là chức năng rất là hay, nhưng mà khi dùng thì lại có một số vấn đề mà tôi sẽ chia sẻ phía sau. Điều hòa thì xe vẫn sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Đấy. Các cái cổng USB trước đây thì ở trên màn hình cảm ứng, thì bây giờ đưa xuống dưới này thuận tiện hơn. Các hộp chứa đồ được thiết kế nó tiện dụng hơn, nhiều hơn. Đây này. Đấy. Ở bên cánh cửa thì các phím điều khiển cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nay có thêm cái nút gập gương. Đấy, như tôi nói vừa nãy là
Trước thì tắt máy sẽ gập gương, bây giờ là gập gương bằng tay. Ở phía sau này thì khoảng không gian cũng khá là rộng rãi. Đây, tôi ngồi ở phía trước thoải mái rồi. Phía sau này một khoảng để chân dư ra là khoảng tầm, với kích cỡ của tôi thì là khoảng tầm hơn 10 cm. Theo tính toán của Hyundai thì cái chiều dài cơ sở của chiếc xe này so với thế hệ cũ là cũng là dài hơn 2 cm. Một điểm mới của chiếc xe này đó chính là phần cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cổng USB đấy, phía dưới. Hyundai tự hào cho rằng đây là một cái trang bị duy nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ, ở một số xe hạng B thì nhiều lúc cái tính năng này có thể quảng bá thôi, chứ còn hiệu quả là mát thì phụ thuộc vào điều hòa, chứ không phải là phụ thuộc vào cái vị trí cửa gió có hay không. Xe này thì không có bệ tì tay hàng ghế sau. Tuy nhiên xe vẫn giữ một điểm đặc điểm cộng, đó chính là có khả năng gập. Hàng ghế gập, đấy, gập xuống để đồ. Tuy nhiên cái điều này cũng chỉ được duy trì trên bản hatchback này mà thôi. Còn bản sedan thì không hiểu vì sao Hyundai lại cắt cái tính năng này, một tính năng rất là quan trọng khi trường hợp chở đồ công cành. Ở thế hệ mới, Hyundai Grand 10 vẫn được trang bị động cơ 1.2 lít cho công suất cực đại 83 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút, với 6 phiên bản gồm các bản hatchback 5 cửa và sedan 4 cửa. Mỗi bản này đều có 2 bản số sàn 5 cấp và một bản số tự động 4 cấp. Do hệ chuyển động gần như giữ nguyên so với thế hệ cũ nên khả năng vận hành của xe theo cảm nhận của chúng tôi là không có sự khác biệt nào đáng kể. Mẫu xe này từng đứng đầu thị trường xe nhỏ hạng A tại Việt Nam nhiều năm liền và doanh số cộng dồn lên tới hơn 130.000 xe kể từ khi ra mắt năm 2014 tới nay. Nên chắc chắn khả năng vận hành của mẫu xe này không còn xa lạ gì với nhiều người. Xe đáp ứng được tiêu chí nhỏ gọn, linh hoạt khi chạy trong phố. Dù thế hệ mới, Grand 10 bản hatchback dài hơn thế hệ cũ tới 8,5 cm. Khi chạy trên cao tốc, độ ổn định là tương đối tốt với một mẫu xe hạng A, ngay kể cả khi tốc độ được đẩy lên tới 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Không có sự thay đổi nào dễ nhận thấy so với thế hệ cũ về hoạt động của vô lăng, chân ga hay chân phanh, vân vân. Mức tiêu hao nhiên liệu theo đồng hồ báo khoảng 6 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Tuy nhiên, độ ồn cải thiện là điểm cộng tôi cho là lớn nhất ở Grand 10 thế hệ mới. Theo công bố của Hyundai, độ ồn của Grand 10 thế hệ mới giảm 1 decibel và độ ồn do rung động giảm tới 3 decibel so với thế hệ cũ. Kết quả này có được nhờ thiết kế mới tăng khí động học, bổ sung các cây vách ngăn trên cánh cửa, tăng độ cứng cụm panel và của sàn xe. Cũng theo tính toán của nhà sản xuất, tiếng ồn gió của xe đã giảm được 1 decibel, còn tiếng ồn mặt đường giảm 0,6 decibel so với thế hệ cũ. Còn theo đo đạc thực tế của chúng tôi trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình trong điều kiện đường khô ráo, độ ồn tốt nhất của Grand 10 ở tốc độ 100 km/h khoảng 68 decibel, nghĩa là tương đương với một số xe hạng B. Cảm giác xe êm hơn thế hệ cũ cũng không khó để nhận ra nếu bạn đã từng được lái cả hai mẫu xe này. Một trang bị mới của Grand 10 thế hệ mới mà đối thủ chính VinFast Fadin, thậm chí là một số xe đàn anh hạng B chưa có là Cruise Control, còn gọi là kiểm soát hành trình hoặc là ga tự động. Tuy vậy, thực tế tốc độ của đồng hồ thường dao động từ 1 đến 2 km so với tốc độ được cài đặt. Dẫu biết là nếu đường không phẳng thì cái sự dao động này là bình thường, nhưng khi cầm lái Grand 10 mới trên đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, chúng tôi nhận thấy mức độ dao động này thường xuyên hơn, và theo chúng tôi thì ga tự động của xe vẫn cần phải hoàn thiện hơn nữa. Về mặt an toàn thì chiếc xe này có một số cái trang bị như trước đây, đó chính là phanh chống bó cứng ABS hay là cân bằng điện tử hay là những cái cảm biến. Có 3 trang bị mới khá là hữu dụng, đó chính là kiểm soát hành trình ga tự động đấy, rồi là camera lùi cũng rất là tiện, và đặc biệt là chế độ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, có một điểm đáng tiếc, đó chính là phanh sau của chiếc xe này đã là phanh tăng trống chứ không còn được là phanh điện
như thế cũ. Với những nâng cấp về mặt thiết kế và trang bị nhưng giá bán tăng nhẹ thì theo cá nhân tôi, chiếc Grand i10 này vẫn giữ được cái giá trị cốt lõi và sức cạnh tranh rất là mạnh trong phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam. Vì thế, khả năng top 2 của chiếc xe này là vẫn được duy trì. Tuy nhiên, việc Grand i10 liệu có vượt qua VinFast Paladin để đòi lại ngôi vương hay không thì đó mới là vấn đề mà người tiêu dùng Việt Nam sẽ trả lời. Theo các bạn thì khả năng này sẽ tới đâu? Hãy cho chúng tôi ý kiến bằng cách bình luận ở dưới video. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.